giờ là 6 giờ, mời quý vị tiếp tục đồng hành cùng với chương trình Chào buổi sáng được phát sóng trực tiếp trên VTV1. Hôm nay nhiều khu vực tại miền Trung được dự báo có mưa lớn, chi tiết thì biên tập viên Hương Liên sẽ thông tin tới quý vị. Việt Nam đứng top đầu Đông Nam Á về an ninh lương thực, đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong mục điểm báo sẽ có ở phần sau. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần tin cập nhật lúc 6 giờ cùng với tôi và biên tập viên Hoài Lương. Từ đêm qua, Nghệ